khi mà đứng solo cái này các bạn phải cẩn thận, tại vì phím cao á ta kéo một khoảng xa nó dễ bị rớt ha. Rồi ha nè, mí nè, ta vuốt, ta có hợp âm này các bạn. Thì các bạn phải lưu ý cái vấn đề mà ta đánh hợp âm phím cao á, dù ta đánh lúc đầu ta đánh thấp còn à. Ta đã đánh một thấp một khoảng, sau đó ta nâng cao lên dù ha, đô mi ta điểm rê đô la xe là rung và là vip các bạn. Vip tức là ta đánh cái đánh ngân dài ha. Cái điểm ha. Ta rung. Và la đô si ta điểm. La la mi đô. La mi đô ha, la mi đô la đô re mi re. Re ba la son si mi re đô. Phần 2. Cái này nó cẩn thận tại vì vuốt một khoảng xa các bạn rất là dễ bị sai vô. Các bạn phải lưu ý cái kỹ thuật đó. Ở trong đây tạm thời chúng ta đánh kỹ thuật vuốt ha, vuốt lít xe và vip đi các bạn ha. Còn sau này có những cửa thường khác như hammer ha, luyến vân vân thì chúng ta sẽ tùy theo bài. Trước mắt á chúng ta sẽ tập đánh ở trên này trước, chúng ta đánh tương đương. Có nhiều cái bài chúng ta phải tập trước các bạn, chứ không phải ta đánh, tại vì cái solo này nó khó nên là các bạn phải tập kỹ. Tôi làm lại lần nữa cho các bạn thấy ha. Cái điện vuốt nè, vuốt cái là ngân, ngân rung lên phím cao. Re ba la son si mi re đô phăng, đô mi đệm, re đô la mi và đô mi re. Lên cao la mi đô la đô re mi re. Nào, vuốt. Xin cảm ơn các bạn. Ta đến cái phần nâng cao solo cái bài gặp mặt các bạn ha. Ta đánh cái bài đó ha. Chúng ta có cái bài đó như thế này. Chúng ta sẽ nhìn cái bài đó là cái nốt rất đơn giản ha. Vậy, chúng ta thấy nữa ha. Mi son đô. Mi son fa re, ta sẽ đọc nó này. Mi son do, mi son fa re, re fa si, si 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 la son. Mi son do, mi son fa re, re fa si, si mi re do. Vâng vâng, ta sẽ đánh tập đánh cái này ở trên này các bạn ha. Ta sẽ đánh dưới. Mi son do, mi son fa re. Re fa si, si 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 la son. Mi son do, mi son fa re. Re fa si, si mi re do. Chúng ta kéo các bạn, ta vuốt. Mi son do, mi chỗ này, mi này ha. La si do re mi. Mi còn nó son, son đây là do, do ha.
re mi fa sol mi son do à, mi son do ha nè mi son do mi son fa re re fa si 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 la son mi son do mi son fa re re fa si thì mi re do. À, chúng ta làm lại mi son do mi son fa re re fa si 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 la son mi son do mi son fa re re fa si si mi re do. À, la chỗ này các bạn la nè, la son thang la son la nè, la son la son la son la, la son la son la son la, si la son la son fa mi fa mi fa mi fa, la son mi fa mi re re mi fa fa son ha la. La la son la son la son la, la son la son la son la, si la son fa mi fa mi fa mi fa, la son mi fa mi re re mi fa fa son. À, thích cái này các bạn. À, ta vuốt. Ta nhớ hợp âm các bạn, đây là đô ha, đây là fa, đây là son ha. La la son la son la son la, la son la son la son la, si la son fa mi fa, la son mi fa mi re re mi fa fa son. À, chúng ta làm lại nguyên bài. Mi son đô ha, mi son đô. Mi son do mi son fa re re fa si 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 la son mi son do mi son fa re re fa si thì mi re do. La son la son la son la si si la son mi fa mi fa la son mi fa mi re re. Cái này cái này lần cái dưới này lần các bạn. Cái này các bạn.